Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Mình là Hoàng. Và hôm nay sẽ là chương trình Q&A số thứ 41 anh em ạ. Hôm nay thì sẽ không biết là mình sẽ đăng cái bài này vào thứ 7 hay là chủ nhật nữa. Vì mình mong muốn là thứ 7 mình có thể quay xong và đăng lên cái video bổ hôm sau công ty. Nếu mà đây là chủ nhật thì xin chào anh em chủ nhật nhá. Rồi, vậy thì hôm nay là chương trình Q&A số thứ 41. Và nó sẽ là chương trình mục đích là để trả lời những câu hỏi liên quan tới công nghệ dành cho anh em. Tất nhiên rồi, anh em vẫn có thể để comment ở dưới những cái video chúng mình và mình sẽ trực tiếp trả lời cho anh em một cách nhanh nhất và chóng nhất. Nhưng đây sẽ là chỗ để có thể mình chia sẻ những câu hỏi mình cảm thấy thú vị với tất cả mọi người, để đồng thời không chỉ trả lời cho anh em nữa mà còn truyền đạt kiến thức cho tất cả người khác. Bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với cả chương trình này nhá. Câu hỏi đầu tiên đi, chúng ta sẽ có đó chính là bạn Danh Trần. Bạn hỏi là chiếc CPU 8350U của bạn ý có undervolt được không? Thì câu trả lời là theo như mình nhớ ấy, nhưng mình không có kinh nghiệm quá sâu vào cái vấn đề này nhá, nhưng mình nhớ là những chiếc CPU của laptop có thể undervolt bằng throttle stop nhá. Thì cái phần mềm đấy sẽ giúp cho anh em có thể undervolt được những chiếc CPU laptop. Nhưng tất nhiên rồi, cái kết quả thì còn tùy thuộc vào mẫu laptop của anh em, về cái VRM của nó này, về cái con chip của nó này, và đấy có vẻ là con chip pin không này, hay là nó như nào như kia, thằng nhất như nào đấy, nó rất là tùy thuộc. Thế nên bạn có thể check xem cái phần mềm đấy như nào và tìm được những hướng dẫn của nó trên mạng nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là bạn Hải Anh Phạm. Thì bạn hỏi là i5 13600K này, Z790 này, 3070 Master này, 32GB bus 3200, dùng các phần Adobe có ổn không? Thì câu trả lời của mình rằng là bộ combo đấy dùng phần mềm Adobe cực kỳ là chuẩn luôn. Thứ nhất, bạn đang lựa chọn đó chính là chiếc CPU i5 13600K, một chiếc CPU có 6 nhân P và 8 nhân E, nhân tới số lượng nhân là 14 nhân, đó rất là khủng. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ có là 32GB RAM là quá ok cho các tác vụ khoảng tầm từ Premiere Pro cho tới là After Effects. Nếu mà bạn sử dụng những cái After Effects nặng hơn thì có thể nâng lên 64GB, nhưng mình nghĩ rằng 32GB cũng là quá đủ rồi. Và cuối cùng đó chính là chiếc 3070. Thì mình theo như kinh nghiệm của mình ấy, chiếc 3070 là một chiếc card rất là tốt, và đặc biệt là nó ngang hàng với cả chiếc Quadro gì đấy ấy. Nó cùng chip, nhưng mà về RAM thì không bằng, nhưng mà 8GB mình nghĩ vẫn đủ thôi. Thế nên mình đảm bảo rằng combo của bạn chuẩn hoàn chỉnh. Và nhớ vào trong BIOS để chỉnh bật cái card onboard ra nhá, để nhỡ đâu tác vụ có hỗ trợ thì sử dụng được card Intel luôn, thoải mái nhá. Ok, câu hỏi thứ 2 đã xong. Câu hỏi thứ 3 là chiếc B760F thì mình đang dùng 13.500 hay là 13.600K, nhu cầu chỉ chơi game. Thì nếu mà bạn là người chơi game nhá, thì mình nghĩ rằng để có thể đạt được mức FPS cao nhất, xịn nhất, khủng nhất thì mình nghĩ rằng bạn vẫn nên mua được chính là chiếc 13600K. Đồng thời thì nó cũng khá, chiếc B760F của bạn cũng khá là tốt và có thể cân được chiếc 13600K ở mức xung boost cơ bản, không ép xung. Còn nhưng nếu mà bạn là một người cũng có suy nghĩ cao về mức giá tiền thì mình nghĩ rằng 13.400 hoặc 13.500 cũng là những lựa chọn rất hoàn hảo. Bây giờ nhá, nếu mà bạn tiếc tiền thì 13.500 hoặc 13.400. Còn nếu bạn không tiếc tiền thì mua 13.600K cho mình nhá. Bởi vì ấy, cái 13.600K ấy, cái sự chênh lệch dây hiệu năng đa nhân so với cả chiếc 13.500 không quá là lớn đâu. Bởi vì là mức xung của nó là cái thứ quyết định, anh em hiểu không? Cái sự chênh lệch duy nhất là mức xung thôi. Câu hỏi thứ tư chúng ta sẽ có bạn Dark Master. Bạn ấy hỏi là AD cho mình hỏi là B660 TUF này có cân được 13.500 không, và 6700XT thì có chơi được game, các tựa game AAA Max Setting 60fps Full HD được bao nhiêu năm nữa. Thì B660 TUF ấy là một con main khá là tốt, và mình thấy là nó là một chiếc main có thể cân được đến là 80, tức là khi mà cắm 13.900K vào ấy thì có thể đạt mức hiệu năng là 80% so với cả một chiếc main Z. Vậy thì tức là chiếc 13.500 hoàn toàn thoải mái với cả chiếc main này. Còn chiếc 6700XT ấy thì mình thấy rằng là đó là một chiếc card có mức VRAM tốt này, đồng thời mức hiệu năng tương đối là ổn này, mạnh phải hơn với cả 4060 Ti, thế nên có thể chơi được những tựa game ở Full HD 60fps khoảng tầm 2-3 năm nữa, nhiều khi là 4 năm tùy vào game mà bạn chơi. Tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là bạn Xuân Sơn, câu hỏi dành cho câu hỏi thứ 5. Mình đang dùng B660 TUF, ui nhiều bạn dùng B660 TUF nhỉ, với chiếc i7-12700, 3060 Ti, RAM 32GB, nhưng mình chơi CSGO thấy khá nóng, cách nào để tối ưu không? Nếu mà để tối ưu ấy thì cái cách dễ nhất và đơn giản nhất đó chính là, tức là một cách mà hoàn toàn áp dụng với tất cả mọi người mà không cần phải vọc vạch gì ấy, đó chính là nâng cấp tản nhiệt. Có thể nâng lên một chiếc tản nhiệt 360 hoặc là một chiếc 240 loại tốt, chẳng hạn như là chiếc Arctic P
cái chiếc tản nhiệt Arctic mà chúng mình hay lắp trên livestream ấy, chiếc tản nhiệt khí nước 240 mà chúng mình hay lắp trên livestream, nó là một chiếc tản nhiệt khá là tốt với một cái run rất là dày. Còn nếu mà bạn muốn ấy thì mình hay undervolt ở trong BIOS nhá. Chúng ta vẫn có thể undervolt được trên những chiếc MIMB nhưng mà bắt buộc phải dùng trong BIOS, bởi vì là cái phần mềm của Intel ấy, theo như mình nhớ ấy, thì là nó không có, tức là nó không mở khóa cái những cái option về unlock undervolt các kiểu đâu. Không biết bây giờ thì nó đã nâng cấp chưa, nhưng mà theo như hồi trước mà mình test thì nó chưa có những cái option đấy và bắt buộc phải chỉnh trong BIOS. Cái đấy thì bạn hãy có thể search những cái video ví dụ như là undervolt ở main B chẳng hạn, để có thể tìm được những câu hỏi, câu trả lời chuẩn nhất cho bạn nhé. Rồi, câu hỏi thứ 6, bạn Quỳnh Phạm bảo là lắp mình máy tính lắp 2 thanh RAM và 4 thanh RAM tổng dung lượng bằng nhau thì nó sẽ khác nhau không? Câu trả lời là không, nhưng sự ổn định thì khác nhé. Thường thì những chiếc mainboard và những chiếc CPU được tối ưu để chạy 2 khe RAM để ở đuôi channel, tức là khe A1 và khe B1, theo mình nhớ như thế, không nhớ là B1 hay A1 hay B1 hay là A2 hay B2, nhưng mà nó là chạy ở hai cái channel khác nhau để cùng gấp đôi, để gọi là gấp đôi băng thông lên, thì nó tối ưu để việc như thế. Và hai khe còn lại là hai khe không tối ưu bằng, dẫn tới việc mà khi anh em lắp 4 khe RAM có thể nhá, có thể ví dụ như là hồi trước mà mới ra chiếc mainboard Z6 với cả những chiếc CPU 12 ấy, thì lắp 4 khe RAM bị giảm mức xung về mức xung base chứ không XMP được. Thế nên là để tối ưu nhất thì hãy mua là 2 thanh RAM loại xịn, chứ đừng mua 4 thanh RAM để có thể ra được một cái tổng số bằng với cả 2 thanh nhá. Mình nghĩ là tối ưu 2 khe 2 thanh là chuẩn nhất, còn 4 thanh thì không nên bằng. Nhưng nếu mà các bạn vẫn có thể đẩy mức XMP lên cao như bình thường ấy, thì hiệu năng chênh lệch ấy chỉ khoảng tầm 1% thôi, không quá là nhiều đâu, không đáng kể nhá. Câu hỏi thứ 7 là câu hỏi là hai con cho em hỏi chút này. Máy tính nhà em khởi động thỉnh thoảng sẽ có hiện tượng trên mainboard là phần LED trắng Vega sáng lên. Khắc phục hiện tại là restart máy một lần là được. Em thử chơi game trong tình trạng và thấy mọi thứ bình thường. Em thắc mắc là liệu rằng có đáng lo ngại không, và có khắc phục hoàn toàn được vấn đề này không? Thì cái vấn đề này của bạn không quan ngại nhá. Cái này thì mình gặp rất là nhiều rồi, và mình cũng đã từng trả lời câu hỏi này cũng khá nhiều rồi. Đây là cái vấn đề của, theo như mình nhớ và theo như những gì mình được test và những gì mình được trả lời ở trên các cộng đồng mạng, thì nó là đều vấn đề về fast boot. Tức là mỗi khi mà Windows boot lên ấy, boot lên thì nó sẽ trải qua những cái vấn đề như sau. Tức là cái mainboard sẽ trải qua là check CPU, check RAM, check card, check rồi đến boot. Thì bởi vì là fast boot nó quá nhanh, thế nên nó skip mất những cái phần này phần kia đi, dẫn tới việc ví dụ như là VGA nó chưa kịp check hoàn toàn lỗi 100%, nó đã xuất hiện lên hình điều hình rồi thì tỏa cho lên hình luôn, boot luôn. Thế thì nó sẽ sao mà nhiều khi sáng cả đèn VGA và đèn boot nữa, bởi vì là VGA chạy được nhưng mà chưa check lỗi hết, nhưng mà đã boot rồi, tức là hai đèn nó sáng thôi. Để xử lý được vấn đề đấy thì bạn hãy thử tắt fast boot đi, còn nếu mà không thì cứ để được, mình chưa thấy vấn đề gì cả. Rồi, đó là 7 câu hỏi cho chương trình Q&A số thứ 41 của chúng ta. Mình không biết là chương trình này sẽ đăng vào thứ 7 hay chủ nhật, nhưng mà nếu mà anh em hứng thú với những câu hỏi hay là những cái câu trả lời này thì hãy, và thắc mắc thêm ý, thì hãy để ở dưới comment để mình có thể trả lời một cách nhanh chóng nhất nhá. Mình cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.